suốt quá trình tham gia học bổng, mình đã nhận được những lời chỉ dẫn, những lời chia sẻ với các anh chị là thành viên của ACCA, đồng thời là nhân viên tại UI. Và rất là may mắn khi mà mình là một trong các thí sinh đã học bổng vào năm đó. Thì trong suốt 3 năm làm việc ở UI, bên cạnh những kiến thức học được trong quá trình theo đuổi chính trị ACCA và sự chỉ dẫn cũng như là hỗ trợ các anh chị và các bạn đồng nghiệp, mình đã được nâng cao kiến thức và học thêm nhiều kỹ năng về kế toán cũng như kỹ năng về ra quyết định của doanh nghiệp. Mình rất là hy vọng các bạn trong quá trình tham gia học bổng nhận được những trải nghiệm quý báu cũng như là sớm trở thành một thành viên của UI. Chúc bạn may mắn. Trong thời gian làm việc tại UI thì không những mình học được những kỹ năng, kinh nghiệm về cách quản lý thời gian, làm việc nhóm, teamwork, mình còn có rất nhiều trải nghiệm quý báu từ môi trường làm việc chuyên nghiệp của UI cũng như từ môi trường làm việc của các khách hàng UI mang lại. Và sau khi xem qua format của chương trình mục tiêu năm nay, mình nhận thấy format của chương trình năm nay có nhiều sự đổi mới và sáng tạo, góp phần giúp đỡ các em sinh viên năm 2, năm 3 có nhiều trải nghiệm hơn, có cơ hội để được giao lưu, cọ sát với các bạn trong lứa, cơ hội networking với các business idol. Từ đó cũng là một trong số hình trang để các em trở thành những nhà lãnh đạo chiến lược trong tương lai. Với tư cách là một thí sinh đạt được học bổng Pathway to Success 2015, mình xin chúc cho tất cả các em sinh viên năm 2, năm 3 sẽ có sự chuẩn bị kỹ, và tốt và tự tin khi bước vào cuộc thi này. Và một lần nữa xin chào các em và hẹn gặp lại các em tại UI trong lần thi sớm nhất.